Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tử Vi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ ấn vào nút đăng ký, đồng thời ấn vào biểu tượng hình quả chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất, hấp dẫn nhất từ kênh Tử Vi nhé. Kỷ Mão 1999, nữ mạng lấy chồng tuổi nào phạm phải đại sùng khắc? Kính thưa quý vị và các bạn, trong dân gian luôn có mở đầu và sẽ có kết thúc, có sinh ắt có tử, có hợp ắt có khắc. Vậy thì chúng ta làm sao biết được quan hệ giữa người và người là hợp hay là khắc? Vì sao trước khi lấy nhau, trước khi thành vợ thành chồng, chúng ta lại phải đi xem tuổi? Tất cả đều có nguyên do của nó. Trong khoa học tử vi, các nhà học thuật đã không ngừng nghiên cứu vấn đề này và cuối cùng đã đưa ra được các kết luận. Các mối quan hệ như vợ chồng, bạn bè, mối quan hệ làm ăn, hợp hay khắc đều dựa trên sự tương sinh tương khắc theo bản mệnh của mỗi người, mà bản mệnh chính là dựa trên ngũ hành nạp âm, thiên can, địa chi cùng phỉ mát tự. Với những người từ kỷ Mão 1999 nữ mạng, chúng ta muốn biết họ hợp hay xung với những người tuổi nào, hay người tuổi nào mà họ sẽ phải tránh, chúng ta cần phải làm một bài toán để tính toán, để so sánh và cuối cùng tìm ra người hợp tuổi hay không hợp tuổi với họ. Và ngày hôm nay, các bạn hãy cùng kênh Tử Vi, chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu về tuổi Kỷ Mão 1999, nữ mạng lấy chồng tuổi nào sẽ phạm phải đại sùng khắc nhé. Tổng quan về tử vi tuổi Kỷ Mão 1999, nữ mạng. Kỷ Mão năm sinh dương lịch từ ngày 16 tháng 2 năm 1999 đến ngày 4 tháng 2 năm 2000. Mạng thành đầu thổ, đất triển vách, sư con mèo, tướng tình con rồng, Phật ba quan âm độ mạng. Năm sinh âm lịch Kỷ Mão, thiên can Kỷ, tương hợp thiên can Giáp, tương hình thiên can Quý, thiên can Ất, địa chi Mão, tam hợp Hợi, Mão và Mùi, tứ hình xung Tý, Ngọ, Mão và Dậu. Nam mạng thuộc cung Khảm, ngũ hành thuộc thủy, đồng tứ mệnh. Nữ mạng thuộc cung Cẩn, ngũ hành thuộc thổ, thuộc tây tứ mệnh. Tuổi Kỷ Mão với nạp âm thuộc hành thổ, do thiên can Kỷ thổ ghép với địa chi Mão mộc, ta có mộc khắc nhập cho thổ, vậy nên địa chi xung khắc với thiên can, cho nên tuổi Kỷ Mão thuộc lứa tuổi trong cuộc đời gặp nhiều trở lực nghịch cảnh ở thời tiền vận, trung vận sẽ đỡ hơn. Về hậu vận thì càng được khá giả hơn, an nhàn thanh thản hơn nhờ sự tương hợp ngũ hành giữa thiên can và nạp âm, cùng với nghị lực phấn đấu của bản thân vươn lên từ thời trung vận, vượt qua những khó khăn để xây dựng sự nghiệp. Tuổi Kỷ Mão nếu sinh vào các mùa hạ hay các tuần lễ giao mùa thì thuận lợi hơn khi sinh vào các mùa khác. Kỷ Mão là tuổi có nhiều thổ tính ở trong tuổi, càng về già nếu như thiếu chất mộc chế ngự thì các bộ phận tiêu hóa như mật, dạ dày dễ có vấn đề, vì thế nên lưu ý từ khi còn trẻ. Kỷ Mão là tuổi có đầy đủ tính chất của thiên can Kỷ và đặc tính của địa chỉ Mão. Với tính chất của thiên can Kỷ là sự ngay thẳng, mẫu mực, phúc hậu, trọng tín nghĩa. Địa chỉ Mão thuộc chòm sao Hổ Cáp, nằm hướng Đông Hoàng Đạo, là mẫu người nhanh nhẹn, khôn ngoan, ngoài mặt thường tỏ ra nhu mì, có niềm tin vững chắc, một khi đã quyết định điều gì thì phải thực hiện cho bằng được, ít khi chịu bỏ ngang. Họ thích sống một đời sống độc lập, không ưa lệ thuộc vào người khác. Kỷ Mão nam mạng có nhiều âm tính, hành động thì bao dung, vị tha, khiêm nhường, thành thật, trọng nghĩa khinh tài, hết lòng vì bạn hữu. Nữ mạng thì đôn hậu, đoan trang hoản nhã, hiếu khách, cũng hết lòng vì bạn bè. Những quý cô tuổi Kỷ Mão đa phần sinh trưởng trong gia đình khá phức tạp, trên từ tuổi nhỏ đã có một tinh thần tự lập rất cao, lại thêm phần khéo léo cẩn thận nên dễ thích ứng với mọi hoàn cảnh. Nếu sinh vào các mùa hạ hay sinh vào các tháng 3, 9, 12 âm lịch thì cuộc sống được hưởng nhiều hạnh phúc, có danh, có lộc, gia đình tình cảm cũng ấm êm. Nghịch sinh thì phải lỗi số, nhiều phần trái ngang về tình duyên, cùng danh cũng lận đận. Nhờ thiên can sinh cho địa chi nên cuộc sống tương đối ấm êm, những thành tựu đều do sự cố gắng tích lũy mà có. Đời sống tuy phong lưu nhưng biết lo xa, phóng khoáng với những điều cần thiết. Mặc dù không ưa những kẻ phách lối, phỉnh nịnh, nhưng khi nhìn họ lâm nguy, quý cô vẫn sẵn lòng nâng đỡ, giúp đỡ, tạo nhiều phước đức trong hiện đời. Về tình duyên,
Tuổi Kỷ Mão nữ mạng nếu như sinh vào các tháng 4, tháng 9 âm lịch thì tuổi Kỷ Mão phải trải qua rất nhiều vất vả, thử thách trong tình yêu thì mới có được một cuộc sống hạnh phúc cho riêng mình. Trong vấn đề tình cảm có xảy ra những khúc mắc ảnh hưởng tới tình cảm đôi bên. Nếu như muốn giữ vững mối tình này thì Kỷ Mão nên cố gắng nhường nhịn đối phương, hai bên nên nói chuyện rõ ràng, hiểu nhau hơn là chiến tranh lạnh. Kỷ Mão nếu sinh vào tháng 1, 2, 5, 8, 10, 12 âm lịch thì đây là những người tuổi Kỷ Mão có những mối tình rất đẹp nhưng đều kết thúc rất nhanh chóng. Sinh vào những tháng này, Kỷ Mão nữ mạng là người nhạy cảm trong chuyện tình cảm. Họ luôn quan niệm yêu là phải thật lòng. Do vậy, đây là những người rất dễ bị tổn thương bởi những mối tình tan vỡ. Tuy nhiên khoảng năm 22 tuổi, họ sẽ gặp được một nửa kia của mình. Kỷ Mão sẽ có những ngày tháng hạnh phúc bên người đó. Còn với những người tuổi Kỷ Mão sinh vào tháng 3, tháng 6, tháng 7, tháng 11 âm lịch, đây là những người không chỉ may mắn trong tình cảm mà họ còn có vận tiền tài rất vượng. Kỷ Mão sinh vào tháng này, xinh đẹp, tài giỏi nên thu hút rất nhiều ánh nhìn của người khác. Trong tình yêu họ có một mối tình rất hạnh phúc. Sau khi kết hôn thì cuộc sống gia đình có nhiều niềm vui bên người thân yêu của mình. Kỷ Mão mạng thổ số này, đất ở trên vách thế mà chẳng khô. Mùa hạ sinh gái an nhàn, có danh có vị giàu sang muôn đời. Đặng sinh tiếp đãi giả thưa, hiển vinh một cách có thừa chẳng sai. Mùa xuân lỗi số đắng cay, mồ hôi nước mắt chảy ngay dòng dòng. Tuổi Mão tài trí có thừa, không học cũng biết ít người giỏi hơn. Anh em cha mẹ hai dòng, không thì chồng vợ lòng dòng đôi ba. Tiền vận có của có nhà, nhưng mà tuổi nhỏ khó an phải tàn. Hậu vận mới đặng vinh quang, nập lên nhà cửa vững vàng hậu lai. Trong nhân gian luôn có mở đầu và sẽ có kết thúc, có sinh ắt có tử, có hợp ắt có khắc. Vậy thì chúng ta làm sao biết được mối quan hệ giữa người và người là hợp hay là khắc? Vì sao trước khi lấy nhau, trước khi trở thành vợ, thành chồng, chúng ta lại phải đi xem tuổi? Tất cả đều có nguyên do của nó. Trong khoa học tử vi, các nhà học thuật đã không ngừng nghiên cứu vấn đề này và cuối cùng đã đưa ra được các kết luận. Các mối quan hệ như vợ chồng, mối quan hệ làm ăn, bạn bè, hợp hay khác đều dựa trên sự tương sinh tương khắc theo bản mệnh của mỗi người. Mà bản mệnh chính là dựa trên ngũ hành nạp âm, thiên can, địa chi cùng phì bát tự. Vì vậy, để tìm ra những người hợp với những người tuổi Kỷ Mão 1999 nữ mạng, chúng ta cần phải làm một bài toán để tính toán, để so sánh. Việc xem tuổi xung khắc để lấy vợ, lấy chồng là điều quan trọng. Nó sẽ quyết định tới sự thành công hay thất bại, hạnh phúc hay chia ly từ biệt trong tương lai. Vì thế mà người xưa mới có câu nói, có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Bởi vì các bạn trẻ khi đang yêu nhau thì thường không mấy bận tâm tới chuyện lấy tuổi nào thì hợp. Nhưng khi chuẩn bị kết hôn, chuẩn bị lập gia đình thì việc xem tuổi vợ chồng, xem tuổi cưới là điều không thể thiếu bởi vì nó ảnh hưởng đến một phần của cuộc sống. Và để xem hai tuổi có hợp nhau hay không thì chúng ta phải xét tổng quan rất nhiều yếu tố cùng một lúc. Đồng thời chúng ta phải cân đo đong đếm mức độ phù hợp giữa các yếu tố, rồi cuối cùng mới đưa ra kết luận hai tuổi có hợp nhau hay không, hợp ở những yếu tố nào, xung khắc ở những yếu tố nào. Chúng ta không nên chỉ quy chụp xét đến một yếu tố mà để đánh giá mức độ phù hợp giữa hai tuổi. Ví dụ như hai tuổi Nhâm Thân và Bính Dần, chúng ta không thể chỉ đánh giá tuổi Dần và tuổi Thân nằm trong thế tứ anh xung mà nói hai tuổi đó không hợp nhau, mà đó chỉ là một trên năm yếu tố để chúng ta đem ra đánh giá, cân đo đong đếm xem có bao nhiêu yếu tố xung hợp trên tổng năm yếu tố mà thôi. Năm yếu tố cần phải đưa ra xem xét bao gồm: thứ nhất, chúng ta phải xét hai ngũ hành của hai tuổi hợp xung ra sao. Thứ hai, chúng ta xét thiên can của hai tuổi hợp xung ra sao. Số 3, chúng ta xét địa chi của hai tuổi. Số 4, chúng ta xét đến cung phi bát tự của hai tuổi. Số 5, chúng ta xét đến niên mệnh năm sinh của hai tuổi hợp hay xung. Với một yếu tố sẽ xảy ra 3 trường hợp, đó chính là việc hợp, xung hay là bình hòa. Trong trường hợp tương hợp, chúng ta sẽ chấm hai tuổi đó 20 điểm. Trường hợp tương xung, chúng ta sẽ chấm hai tuổi đó 0 điểm. Và trường hợp bình hòa, chúng ta sẽ tính hai tuổi đó được 10 điểm. Như vậy, trên 5 yếu tố, tổng điểm tối đa thu được sẽ là 100 điểm, tối thiểu sẽ là 0 điểm và trung bình sẽ là 50 điểm. Khi so sánh hai tuổi với nhau, mức điểm của hai tuổi đạt được 50 điểm thì hai tuổi sẽ ở mức trung bình, không xung cũng không khác.
Trường hợp 2 tuổi có mức điểm nhỏ hơn 40 điểm, tức là 2 tuổi đó không hợp nhau. Còn với trường hợp 2 tuổi đạt mức điểm trên 60 điểm sẽ là 2 tuổi hòa hợp. Mức điểm càng cao thì mức độ tương hợp càng lớn. 2 tuổi kết hợp với nhau càng tạo ra nhiều may mắn, hạnh phúc, làm ăn kinh tế sẽ đi lên và ngược lại. Mức điểm càng thấp thì 2 tuổi kết hôn với nhau càng gặp nhiều khó khăn vất vả, gia đình thiếu đi sự êm ấm. Vậy thì chúng ta hãy cùng Kinh Tử Vi đi tìm hiểu xem tuổi Kỷ Mão 1999 nữ mạng đại kỵ lấy chồng tuổi nào. Số 1. Tuổi Kỷ Mão, nữ mạng đại kỵ kết hôn với những người tuổi Mậu Thìn 1988 nam mạng. Tuổi Mậu Thìn 1988 nam mạng, năm sinh dương lịch từ ngày 17 tháng 2 năm 1988 đến ngày 5 tháng 2 năm 1989. Mạng đại là mộc, cây ở rừng lớn, khắc đại trạch thổ, con nhà thanh đế trưởng mạng, xưng con rồng tướng tình con quạ. Mậu Thìn, thiên can mậu, tương hợp thiên can quý, tương hình thiên can nhâm, thiên can giáp. Địa chi Thìn, tam hợp thân tí và Thìn, tứ anh xung Thìn, tuất, sửu và mùi. Nam mạng cung chấn thuộc mệnh mộc, thuộc đông tứ mệnh. Chúng ta cùng nhau đánh giá 5 yếu tố ra 2 tuổi Kỷ Mão và những người tuổi Mậu Thìn. Đầu tiên là về yếu tố ngũ hành. Tuổi Kỷ Mão có ngũ hành thuộc thanh đầu thổ. Mậu Thìn ngũ hành là đại lâm mộc, thanh đầu thổ và đại lâm mộc, mộc và thổ ở thế tương khắc với nhau, cho nên về yếu tố ngũ hành chúng ta sẽ chấm 2 tuổi này được 0 điểm. Xét về yếu tố thiên can, ta có Kỷ Mão thiên can Kỷ, Mậu Thìn thuộc thiên can Mậu, Kỷ và Mậu ở thế bình hòa, không xung không khắc, chúng ta đánh giá 10 điểm. Về địa chi, tuổi Mão và tuổi Thìn, hai tuổi này nằm trong thế lục hại, cho nên đánh giá 0 điểm. Về cung phi bát tự, Kỷ Mão có cung phi là Cấn, Mậu Thìn cung phi là Chấn, Cấn và Chấn tạo ra ngũ quỷ. Trai cung Chấn lấy gái cùng Cấn, Chấn Cấn kết duyên ngũ quỷ sinh, cửa nhà sự nghiệp lập sao thành, cháu con bệnh tật, tài hao tán, chồng vợ khổ sầu, lệ trắng canh, gia đình xáo trộn, điêu tàn hương lửa, nửa chừng xuân mộng thê lương, uyên ương gánh bỏ càng thường từ đây. Đánh giá cung phi 0 điểm. Với thiên mệnh năm sinh, ta có Kỷ Mão thiên mệnh năm sinh thuộc thổ, Mậu Thìn thiên mệnh năm sinh thuộc mộc, thổ và mộc ở thế tương khắc với nhau, cho nên chúng ta đánh giá 0 điểm. Kết luận, tuổi Kỷ Mão 1999 nữ mạng khi kết hôn với những người tuổi Mậu Thìn 1988 nam mạng, hai tuổi này sẽ cực kỳ xung khắc với nhau. Tổng mức điểm phù hợp của hai tuổi chỉ là 10 trên 100 điểm mà thôi. Tuổi số 2 đại kỵ với những người tuổi Kỷ Mão nữ mạng đó chính là những người tuổi Bính Tý 1996 nam mạng. Bính Tý nam mạng, năm sinh dương lịch từ ngày 19 tháng 2 năm 1996 đến ngày 6 tháng 2 năm 1997. Mạng giản hạ thủy, nước mù xương, khắc thiên thượng hỏa, con nhà hắc đế cổ quạnh, xương con chuột tướng tình con rắn. Mệnh thủy, tương sinh mộc kim, từ khắc hỏa và thổ. Năm sinh âm lịch Bính Tý, thiên can là Bính, tương hợp thiên can Tân, tương hình thiên can Canh, thiên can Nhâm. Địa chi Tý, tam hợp Thân, Tý và Thìn, tứ anh xung Tý, Ngọ, Mão và Dậu. Nam mạng thuộc cung Tốn, thuộc đông tứ mệnh, ngũ hành thuộc mộc. Chúng ta cùng nhau xét 5 yếu tố của 2 tuổi Kỷ Mão và Bính Tý. Đầu tiên là về yếu tố ngũ hành, ta có Kỷ Mão thuộc thanh đầu thổ, Bính Tý thuộc giản hạ thủy. Thanh đầu thổ và giản hạ thủy, thủy và thổ ở thế tương khắc với nhau, cho nên chúng ta đánh giá 0 điểm. Với thiên can, chúng ta có thiên can Kỷ của tuổi Kỷ Mão, thiên can Bính của tuổi Bính Tý. Kỷ và Bính, hai thiên can này ở thế bình hòa, không xung cũng không khắc, đánh giá 10 điểm. Về địa chi, tuổi Mão và tuổi Tý thì Mão và Tý nằm ở thế tam hình với nhau, nên chúng ta cũng sẽ đánh giá 0 điểm. Về cung phi, Kỷ Mão có cung phi là Cấn, Bính Tý cung phi thuộc Tốn, Cấn và Tốn ở thế tuyệt mệnh với nhau. Trai cung Tốn lấy gái cùng Cấn, số ghi tuyệt mệnh khó nên duyên, đeo đẳng càng sinh nỗi lụy phiền, buồn khổ lại thêm nhiều hoạn nạn, còn cháu vất vả đâu có yên, chưa chung chăn gối ái tình thỏa mãn, số quá lẻ mạng khó toàn, duyên nợ đôi đàng dã rời ân hận. Chúng ta sẽ đánh giá 0 điểm. Về thiên mệnh năm sinh, Kỷ Mão thiên mệnh năm sinh thuộc thổ, Bính Tý thiên mệnh năm sinh thuộc mộc, thổ và mộc tương khắc với nhau, chúng ta đánh giá 0 điểm. Kết luận,
Tuổi Kỷ Mão 1999 nữ mạng khi kết hôn với những người tuổi Bính Tý 1996 nam mạng, hai tuổi này sẽ cực kỳ xung khắc tuổi với nhau. Mức độ điểm tương hợp của hai tuổi ở mức rất thấp, chỉ là 10 trên 100 điểm mà thôi. Tuổi số 3, đại kỵ với những người tuổi Kỷ Mão 1999 nữ mạng, đó chính là những người tuổi Canh Ngọ 1990 nam mạng. Tuổi Canh Ngọ, năm sinh dương lịch từ ngày 27 tháng 1 năm 1990 đến 14 tháng 2 năm 1991, mạng Lộ bằng thổ, đất đường đi, khắc tuyền trung thủy, con nhà huỳnh đế cô quạnh, xương con ngựa tướng tinh con vượn. Mệnh Lộ bằng thổ, tương sinh kim và hỏa, tương khắc thủy và mộc. Năm sinh âm lịch Canh Ngọ, thiên can canh, tương hợp thiên can ất, tương hình thiên can giáp, thiên can bính. Địa chi Ngọ, tam hợp dần, ngọ và tuất, tứ hình xung, tí, ngọ, mão và dậu. Nam mạng cung khảm thuộc đồng tứ mệnh, ngũ hành thuộc thủy. Chúng ta cùng nhau xem năm yếu tố của hai tuổi Kỷ Mão và Canh Ngọ. Về ngũ hành, ta có Kỷ Mão thuộc thanh đầu thổ, Canh Ngọ thuộc lộ bằng thổ. Thanh đầu thổ và lộ bằng thổ, hai thổ ở thế bình hòa, không xung và không khắc. Chúng ta đánh giá 10 điểm. Về thiên can, Kỷ Mão thiên can kỷ, Canh Ngọ thiên can canh. Kỷ và canh, hai thiên can này ở thế bình hòa, không xung và không khắc. Chúng ta đánh giá 10 điểm. Về địa chi, tuổi Mão và tuổi Ngọ, hai con giáp này ở thế lục phá với nhau, chúng ta đánh giá 0 điểm. Về cung phi bát tự, Kỷ Mão có cung phi thuộc cấn, Canh Ngọ cung phi thuộc khảm, cấn và khảm tạo ra ngũ quỷ. Trai cung khảm lấy gái cùng cấn, cấn khảm hình tương số định rồi, lấy nhau chỉ để lụy nhau thôi, cửa nhà sơ xác thân cơ cực, ngũ quỷ đeo theo cứ báo đời, giàu có mấy lần rồi cũng phá sản, duyên nợ ắt phải lỡ làng, con cái lớn lên đàn điếm dù đãng. Chúng ta đánh giá 0 điểm. Về thiên mệnh năm sinh, ta có Kỷ Mão thiên mệnh năm sinh thuộc thổ, Canh Ngọ thiên mệnh năm sinh thuộc thủy. Thổ và thủy ở thế tương khắc với nhau, cho nên chúng ta đánh giá 0 điểm. Kết luận, tuổi Kỷ Mão 1999 nữ mạng kết hôn với những người tuổi Canh Ngọ 1990 nam mạng, hai tuổi này cũng cực kỳ xung khắc tuổi với nhau. Mức độ điểm tương hợp của hai tuổi cũng rất thấp, chỉ là 20 trên 100 điểm. Tuổi số 4 đại kỵ với những người tuổi Kỷ Mão nữ mạng, đó chính là những người tuổi Đinh Sửu 1997 nam mạng. Đinh Sửu, năm sinh dương lịch từ ngày 7 tháng 2 năm 1997 đến 27 tháng 1 năm 1998, mạng giản hạ thủy, nước mù sương, khắc thiên thượng hỏa, con nhà hắc đế cô quạnh, xương con trâu tướng tình con trùng, cậu tài, cậu quý độ mạng. Mệnh giản hạ thủy, tương sinh mộc và kim, tự khắc hỏa và thổ. Năm sinh âm lịch Đinh Sửu, thiên can đinh, tương hợp thiên can nhâm, tương hình thiên can tân, thiên can quý. Địa chi Sửu, tam hợp tị, dậu và sửu, tứ hình xung, thìn, tuất, sửu và mùi. Nam mạng cung chấn thuộc đông tứ mệnh, ngũ hành thuộc mộc. Chúng ta cùng nhau xét năm yếu tố của hai tuổi Kỷ Mão và Đinh Sửu. Đầu tiên là về yếu tố ngũ hành, ta có Kỷ Mão thuộc thanh đầu thổ, Đinh Sửu thuộc giản hạ thủy. Ta có thủy thổ tương khắc với nhau, cho nên chúng ta đánh giá 0 điểm. Về thiên can, Kỷ Mão thiên can kỷ, Đinh Sửu thiên can đinh, kỷ và đinh, hai thiên can này bình hòa, không xung và không khắc, đánh giá 10 điểm. Về địa chi, tuổi Mão và tuổi Sửu, hai con giáp này ở thế bình hòa với nhau, không xung và không khắc, đánh giá 10 điểm. Về cung phi, Kỷ Mão thuộc cung cấn, Đinh Sửu thuộc cung tốn, cấn và tốn tạo ra tuyệt mệnh. Trai cung tốn lấy gái cùng cấn, số ghi tuyệt mệnh khó nên duyên, đeo đẳng càng sinh nỗi lụy phiền, buồn khổ lại thêm nhiều hoạn nạn, còn cháu vất vả đâu có yên, chưa chung chăn gối ái tình thỏa mãn, số quá lẻ mạng khó toàn, duyên nợ đôi đảng dã rời ân hận. Chúng ta sẽ đánh giá 0 điểm. Về thiên mệnh năm sinh, tuổi Kỷ Mão thiên mệnh năm sinh thuộc thổ, Đinh Sửu thiên mệnh năm sinh thuộc mộc. Ta có thổ và mộc ở thế tương khắc với nhau, nên chúng ta sẽ đánh giá 0 điểm. Kết luận, tuổi Kỷ Mão 1999 nữ mạng kết hôn với những người tuổi Đinh Sửu 1997 nam mạng, hai tuổi này cũng cực kỳ xung khắc tuổi với nhau. Mức độ điểm tương hợp của hai tuổi rất thấp, 20 trên 100 điểm. Số 5, Kỷ Mão đại kỵ kết hôn với những người tuổi Kỷ Mão 1999 nam mạng.
Chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá 5 yếu tố của hai tuổi Kỷ Mão nam nữ mạng. Đầu tiên là về yếu tố ngũ hành. Ta có hai tuổi này đều có ngũ hành thuộc thành đầu thổ, thổ và thổ bình hòa, không xung và không khắc. Chúng ta đánh giá 10 điểm. Về thiên can, hai tuổi này đều có thiên can thuộc kỷ, kỷ và kỷ bình hòa, không xung và không khắc. Đánh giá 10 điểm. Về địa chi, hai tuổi đều thuộc tuổi Mão, Mão và Mão nằm trong tam hợp nên chúng ta sẽ đánh giá 20 điểm. Về cung phi, tuổi Kỷ Mão nữ mạng có cung phi thuộc Cấn, nam mạng có cung phi thuộc Khảm, Cấn và Khảm tạo ra ngũ quỷ. Trai cung Khảm lấy gái cung Cấn, Cấn Khảm tương hình số định rồi, lấy nhau chỉ để lụy nhau thôi, cửa nhà sơ sát thân cơ cực, ngũ quỷ đeo theo cứ báo đời, giàu có mấy lần rồi cũng phá sản, duyên nợ áp phải lỡ làng, còn cái lớn lên đàn điếm dù đắng. Đánh giá 0 điểm. Về thiên mệnh năm sinh, tuổi Kỷ Mão nữ mạng, thiên mệnh năm sinh thuộc thổ, Kỷ Mão nam mạng thiên mệnh năm sinh thuộc thủy, ta có thủy thổ tương khắc với nhau, chúng ta sẽ đánh giá 0 điểm. Kết luận: như vậy tuổi Kỷ Mão nữ mạng nếu như lấy chồng cùng tuổi cũng là Kỷ Mão nam mạng thì hai tuổi này cũng sẽ cực kỳ xung khắc tuổi với nhau, mức độ điểm tương hợp của hai tuổi dưới mức trung bình 40/100 điểm. Vừa rồi, bằng cách tính dựa theo âm dương ngũ hành, thiên can địa chi xung hợp, kênh Tử Vi đã giúp các bạn trả lời câu hỏi Kỷ Mão 1999 đại kỵ lấy chồng tuổi nào. Tuy nhiên, các bạn nên nhớ rằng đây chỉ là phương pháp xem tuổi hợp hay xung mà thôi. Để tìm được một người tâm đầu ý hợp thì chúng ta phải tìm hiểu về rất nhiều yếu tố, tìm hiểu về tính cách, về ngoại hình và rất nhiều những điểm khác. Nhưng quan trọng nhất khi yêu nhau, khi kết hôn là hai người phải dựa trên nền tảng của tình yêu. Thông qua đó, thông cảm chia sẻ cho nhau những vất vả, những khó khăn, cùng nhau vượt qua mọi gian nan, thử thách. Khi hai con người đã đồng điệu về chí hướng thì việc hợp tuổi hay không hợp tuổi cũng sẽ không còn quan trọng nữa. Ngoài ra, với mặt tâm linh thì đạo Phật răn dạy rằng hai người yêu nhau là cái duyên, là cái số. Dù hợp tuổi hay không hợp tuổi cũng là số trời đã định, không thể thay đổi được. Cuộc đời của một con người còn phụ thuộc vào 4 yếu tố là phúc, phận, vận và mệnh. Vậy nên dù là phận, là vận hay là mệnh cũng đều xếp sau chữ phúc. Đức năng luôn thắng số. Vì thế, để cải biến duyên nghiệp, chúng ta hãy chăm chỉ làm những việc thiện, sống sao cho tâm mình luôn trong sạch nhân đức thì sẽ luôn chiến thắng được số mệnh và chiến thắng được chuyện xung khắc tuổi với nhau. Các bạn đã được lắng nghe video tuổi Kỷ Mão 1999 nữ mạng lấy chồng tuổi nào thì phạm phải đại xung khắc của kênh Tử Vi. Nếu như các bạn thấy video hay và hữu ích, hãy chia sẻ để có thể ủng hộ cho kênh Tử Vi. Xin chào và hẹn gặp lại.